kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự 6 giờ sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là những nội dung chính có trong bản tin sáng nay. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bến Lức triển khai nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư khóa 12 về chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Chuẩn bị lễ hội pháo hoa quốc tế 2017, Đà Nẵng đảm bảo an toàn tuyệt đối tại điểm tập kết pháo hoa, ghi nhận có trong nội dung phần tin trong nước hôm nay. Tin thế giới. Các tài liệu của Nhà Trắng vừa công bố cho thấy cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ có nhận tiền từ Nga. Bây giờ là nội dung chi tiết của bản tin sáng nay. Mời quý vị bắt đầu theo dõi. Thưa quý vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bến Lức tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị đã triển khai một số nội dung trọng tâm về tổ chức và xây dựng kế hoạch học tập quán triệt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết số 04 thực hiện nhiệm vụ chính trị tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc nổi cộm ở địa phương cơ quan đơn vị. Xem đây là nội dung quan trọng của công tác xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng văn hóa nền tảng tinh thần xã hội vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, làm tư tưởng đạo đức phong cách của người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam. Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh như thực hiện tiết kiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng. Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Hưng tổ chức phiên họp thường kỳ quý 1 năm 2017, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2017. Báo cáo cho biết, trong vụ đông xuân 2016-2017, huyện Vĩnh Hưng gieo xạ hơn 28.700 ha, đạt 100,8% kế hoạch. Hiện đã thu hoạch gần 21.000 ha, với năng suất đạt khoảng 5,85 tấn một hecta, giảm so với cùng kỳ năm trước do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là mũi hành. Trong quý 1, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt hơn 8 tỷ đồng, đạt 17,67% dự toán tỉnh giao và 16,13% dự toán huyện giao. Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được quan tâm. Hội nghị đã dành thời gian thảo luận, tìm giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế, đề xuất giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tập trung nhất vào vấn đề sản xuất nông nghiệp, việc xây dựng các mô hình liên kết hiệu quả hoạt động hợp tác xã, quyết định số 54 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về hỗ trợ nuôi trồng thủy sản, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, công tác giáo dục học sinh, nhất là việc tuyên truyền không sử dụng tem giấy trong học sinh, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, cải cách hành chính chân chân. Thưa quý vị, phòng khám đa khoa khu vực Trạch Kiến tọa lạc tại ấp 2 xã Tân Trạch, huyện Cần Đức. Thời gian qua, để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng khám này luôn chú trọng việc thực hiện nguyên tắc ứng xử, nhất là thực hiện chỉ thị số 07 của huyện ủy về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng công vụ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Với phương châm, người bệnh đến đón tiếp niềm nở, ở chăm sóc tận tình, về dặn dò chu đáo. Thời gian qua, đội ngũ cán bộ phòng khám đa khoa khu vực Rạch Kiến luôn thực hiện nghiêm quy định về thời gian làm việc, có tinh thần trách nhiệm và luôn đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng đến sự hài lòng của bệnh nhân. Ủy ban đốc trung tâm y tế Cần Đức đã có hỗ trợ thêm một số bác sĩ trạm y tế xã về hỗ trợ trực vào ngày thứ sáu hoặc thứ bảy và ngày hành chánh. Thì từ cái cơ sở đó, chúng tôi đã cải cách được cái hành chánh và đem được cái lòng tin của bệnh nhân. Cho nên tại thời điểm bây giờ thì bệnh nhân đến rất là đông và có một số khen ngợi của bệnh nhân về cái tinh thần thái độ phục vụ và chất lượng khám chữa bệnh tại cơ sở. Trung bình mỗi ngày, phòng khám đa khoa khu vực Rạch Kiến tiếp nhận hơn 140 bệnh nhân đến khám điều trị ngoại trú và nội trú. Chính trị công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh được chú trọng, tinh thần phục vụ người bệnh được nâng lên rõ rệt nên từng bước tạo được niềm tin nơi bệnh nhân. Thấy bác sĩ ở đây khám vui vẻ và tận tình như phóng như tư vấn này, giúp đỡ thuốc men đầy đủ, phòng nó cũng sạch sẽ lắm.
Tuy nhiên, hiện tại phòng khám đa khoa khu vực Rạch Kiến vẫn còn nhiều khó khăn khi nguồn nhân lực còn hạn chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng cho công tác khám chữa bệnh, nên rất cần sự quan tâm hỗ trợ của ngành y tế. Ở đây bác sĩ cũng nhiệt tình, với y tá cũng nhiệt tình, mà thiếu giường ngủ, thiếu giường nằm bệnh á, một người nằm, hai người nằm một giường. Ước muốn là cho đặng cấp cho nhà thương này đặng có giường cho mấy người bệnh đang nằm cho rộng rãi. Thời gian tới để cho cái phòng khám mà tạo điều kiện hoạt động trong chiều hướng tốt hơn đến cuối năm 2017. Thì về cơ sở vật chất thì chúng tôi thì cơ sở vật chất thì cũ, thứ hai là máy móc thì cũng còn cũ quá, thì có cái kiến nghị và đề xuất về ban lãnh đạo trung tâm y tế Hồng Đức và sở y tế hướng tới sẽ xây thêm phòng ốc mới và một số cái trang thiết bị mới, chẳng hạn X-quang, máy siêu âm màu, và đặc biệt nhất là cái nhân sự của phòng khám, đó là bác sĩ. Để nâng cao chất lượng điều trị bệnh thì y đức không thôi vẫn chưa đủ. Do đó, hy vọng phòng khám đa khoa Rạch Kiến sẽ được quan tâm đầu tư về trang thiết bị để đội ngũ y bác sĩ hoàn thành tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Thưa quý vị, bản tin thời sự sáng nay xin được chuyển sang những thông tin trong nước đáng quan tâm. Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu phải đầu tư thay mới 1.680 phương tiện xe buýt theo hình thức xã hội hóa trong năm 2017. Tuy nhiên, Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết rất khó đạt mục tiêu này. Nguyên nhân chủ yếu là theo yêu cầu, các xe buýt được đầu tư mới phải sử dụng khí nén thiên nhiên CNG. Trong khi chi phí đầu tư phương tiện này có giá thành cao hơn phương tiện sử dụng dầu diesel khoảng 33%. Ngoài ra, việc đảm bảo về nguồn cung cấp cũng như là đảm bảo bình ổn giá khí CNG hiện nay đang bị phụ thuộc vào nhà cung cấp. Hiện thành phố có 2.575 phương tiện công cộng đang hoạt động. Trong đó, phần lớn phương tiện đã được đầu tư trên 10 năm nên đã xuống cấp. Từ đến nay, thành phố chỉ thay mới được 839 xe buýt, đạt 50% tiến độ dự án. Trong đó, chỉ có 256 xe buýt sử dụng khí CNG thân thiện với môi trường, số còn lại chạy bằng dầu diesel. Qua kết quả nghiên cứu và tính toán cho thấy, khi sử dụng khí nén CNG tiết kiệm khoảng 23% so với sử dụng dầu diesel. Thưa quý vị, còn một tháng nữa, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ diễn ra. Và hiện nay, các lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy, trong đó tập trung lực lượng đảm bảo an toàn tuyệt đối tại điểm tập kết pháo hoa phục vụ cho các đội trình diễn. Điểm tập kết pháo hoa được đặt tại trường bắn phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Tại đây, cơ sở vật chất được bố trí đầy đủ, đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ. Bên cạnh đó, lực lượng thường trực tại đây còn thường xuyên tưới nước để giảm nhiệt độ cho các container chứa pháo đặt trong thời tiết nắng nóng. Ngoài công tác bổ đảm an ninh cho kho pháo thì còn công tác phòng cháy chữa cháy thì ở trên đây thì đội là luôn thường xuyên là hàng ngày kiểm tra về công tác phòng cháy chữa cháy như nước, cát và các công cụ khác. Trong đó thì nếu trời nắng nóng quá thì chúng ta xịt nước một ngày có thể là 2-3 lần để giảm bớt nhiệt trong container. Ngoài ra thì còn có các thiết bị như thiết bị chống sét chúng ta đang thấy đó, để bảo đảm là khi trời mưa dông nếu sét đánh thì không để ảnh hưởng đến pháo trong container. Tại điểm tập kết, lực lượng quân đội phối hợp chặt chẽ với lực lượng chiến sĩ phòng cháy chữa cháy của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 4, thành phố Đà Nẵng để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nên các chiến sĩ tại đây luôn tập trung cao độ và sẵn sàng xử lý khi có sự cố. Tinh thần của anh em chúng tôi ở đây thì cũng như ở đơn vị, tinh thần lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Ở đây luôn luôn lực lượng của chúng tôi ở đây á, ở tại địa bàn luôn, thì có những sự cố gì ở đây thì chúng ta sẽ phản ứng rất là nhanh và sẽ hiệu quả ngay từ phút ban đầu. Với nhiệm vụ đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy tại điểm tập kết và quá trình vận chuyển từ điểm tập kết đến địa điểm bắn pháo hoa, những phương án xử lý khi có sự cố xảy ra đều được chuẩn bị chu đáo. Bên cạnh đó, một ngày hai lần, các chiến sĩ kiểm tra tất cả các hệ thống phòng cháy chữa cháy trong khu vực tập kết pháo hoa nhằm không để sự cố đáng tiếc xảy ra. Và riêng về cái khu tập kết pháo hoa là năm nay được bố trí xa khu dân cư, nhưng mà đơn vị đã xây dựng một cái kế hoạch, cái phương án và bảo vệ thật là chu đáo.
tổ chức cho các bộ chiến sĩ là những người trực tiếp tham gia bảo vệ, học và thao diễn các cái tình huống có dự kiến có thể xảy ra. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay tổ chức kéo dài trong khoảng thời gian 2 tháng nên công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, đặc biệt tại khu vực tập kết pháo hoa, đã được các lực lượng chức năng thành phố tập trung tăng cường và đảm bảo an toàn tuyệt đối.